Xin chào mọi người đến với Hương Rau Thì Nhẹ. Hôm nay trời mưa se se lạnh, mình sẽ kêu gì mình làm món sữa chân châu hoa đậu biếc. Mọi người cùng mình vào bếp nào. Đây là nồi hoa đậu biếc, mình sẽ bắt lên nấu và cho nó ra màu. Mình đã bắt lên bếp rồi và chờ cho nó sôi. Nồi hoa đậu biếc đã sôi rồi, mình sẽ vớt hoa đậu biếc ra và cho sữa đặc vào. Màu đẹp quá này. Mọi người có thấy màu hoa đậu biếc đẹp không? Và tiếp theo nữa mình sẽ cho sữa đặc vào. Ăn bán nhẹ luôn chắc. Nó lên đẹp quá nè. Mình sẽ nêm độ ngọt theo gia đình của nhà mình. Mình sẽ bỏ đường thêm cho nó ngọt. Độ ngọt của cái này là độ ngọt của cái này là đã đủ rồi nên mình sẽ ngưng mà không có đổ nữa. Đầu tiên mình sẽ làm cái hạt chân châu. Đầu tiên mình sẽ bỏ bột năng vào. Và bỏ nước sôi. Mình sẽ trộn cà phê vào cho có màu. Trộn đều lên. Và tiếp theo mình sẽ bỏ nước sôi thiệt là sôi. Mình sẽ bỏ từ từ vào. Thơm mùi cà phê. Thơm mùi cà phê. Mình sẽ bỏ từ từ vào tránh tình trạng bị lỏng. Ngập mùi cà phê. Nước sôi từ từ vô. Đây là quá trình đang làm chân châu.
con nhỏ là được. Dĩ chân trâu của mình. Mình sẽ bắt một nồi nước lên để luộc chân trâu. Chờ nước sôi mình sẽ bỏ vào. Nước đã sôi rồi, mình sẽ bỏ chân trâu vào để luộc. Chân trâu đã chín rồi, mình sẽ vớt ra một cái tô nước để ngâm nó. Mình sẽ làm caramel. Là mình sẽ bỏ đường vào và khuấy chừng nào nó sột lại và nó có màu đỏ đỏ đen đen. Cái này làm rất là lâu, phải cần một sự kiên nhẫn. Đường đã có màu rồi, mình sẽ khuấy thêm một chút nữa. Đây là 2 ly thành quả. Mình sẽ thưởng thức ly trà sữa trân châu hoa đậu biếc tại vườn nhà ngoại mình. Mình mời mọi người cùng uống. Mình mời cùng uống. Đẹp quá. Hết sấy cơ mà bấy. Ngon. Rất là ngon luôn mọi người. Trân châu thì dai dai, thơm thơm của mùi caramel. Ngoài trời thì đang mưa lách tách lách tách. Đây là video làm trà sữa trân châu hoa đậu biếc đến đây là kết thúc. Bấm like, chia sẻ và share và đăng ký kênh. Bye bye. Cảm ơn em đừng nữa. Quẹt bye bye.